Bạn đã xem thủ thuật nổ này chưa? Chúng có vẻ nguy hiểm nhỉ? Wow! Cùng thử xem nào! Được rồi, nhưng chưa đã! Hãy dùng bể chứa này! Như thế vụ nổ sẽ hoành tráng luôn! Đặc biệt với nhiên liệu Coca này! Và tôi có ít bạc hà nữa đây! Làm thôi! Đưa Coca đây nào Naomi! Chắc tớ sẽ đổ hết vào! Khiến bạn khát à? Nhớ đừng để bọt tràn ra ngoài nhé! Tớ chưa từng thấy nhiều Coca thế này! Chai cuối rồi! Cậu đã sẵn sàng chưa? Có lẽ chỗ này nhiều Mentos quá! Không! Thực ra, cậu nên đeo cái này vào! Bắt đầu nào! Bong bóng bắt đầu nổ kìa! Này, bong bóng ngưng cả rồi! Chà, lãng phí thật đấy! An toàn rồi! Chà, đúng là một thất bại thảm hại! Hoặc có lẽ mình quên thứ gì đó! Nếu định làm điều này, bạn cần áp lực từ chai nữa cơ! Hiểu ý tớ chứ? Tớ đang uống mà! Bạn đã bao giờ thấy mẹo này chưa? Hiển nhiên là nó tạo dòng điện rồi! Thật tuyệt diệu! Chắc chắn là mình sẽ thử nó xem! Tuyệt! Chúng ta chỉ cần táo mọng nước! Giờ cắm hai đồng xu vào một quả táo! Và gắn vào quả thứ hai! Đến phần vui rồi đây! Trước hết, cắm ngạnh vào! Và xem điện thoại được sạc chưa nào! Ôi trời! Chờ đã! Có khi chúng mình cần thêm nước ép! May mà tớ mới đi mua hôm qua! Cậu có kim loại chứ? Đồng xu được chứ? Chúng mình còn nhiều hơn rồi! Tớ quay lại ngay! Làm một quả trước nào! Wow! Tiền mua sắm của tớ đấy! Phải đập lợn thôi! Tớ không dám làm đâu! Quá khủng khiếp! Cậu làm đi! Được rồi! 1 2 3 Đập! Tớ biết ngay mà! Lợn đất xinh đẹp của tớ! Tớ tiết kiệm một chút trong này! Tạm biệt dây mới! Ôi trời! Cũng đáng mà phải không? Lần này chúng mình sẽ dùng hết táo! Cậu nghĩ thế đủ chưa? Và khoảnh khắc của sự thật đây! Chúng ta có điện rồi! Lúc nào cũng nghe điện thoại thật rắc rối, nhất là khi bạn đang có một món ngon tuyệt trên tay. Eva gọi à? Alo? Được rồi, kể tớ nghe chuyện gì đã xảy ra đi. Lời khuyên của cậu hữu ích thật đấy. Nhưng xem bạn phải trả giá thế nào kìa. À, mình đã nói chuyện điện thoại bao lâu rồi nhỉ? Lâu đến nỗi món ngon này chảy hết ra luôn. Xui xẻo quá đi mất thôi. Trừ khi... Hình như mình vừa gặp được thần tài rồi. Khi không có ống hút, cái nắp này sẽ trở thành một thứ khác, như đổ đựng kem chẳng hạn. Kem không chảy vào ngón tay nữa. Cậu nên ăn cây kem ấy ngay đi. Được rồi.
Ôi, con dao đã máu me quá vậy. Sao mà xem nổi nữa. Cậu có đang đói không, Sophia? Thử cái gì để phân tâm xem nào. Ôi, vẫn thấy máu khắp nơi. Miếng này trông ngon quá. Nhìn đống sốt kìa. Làm sao ăn được nữa đây? Eo ơi. Gì vậy? Trời đất, chúng ta là thú hoang hay gì? Không đời nào. Cái kẹp của mình. Chắc chắn sẽ được. Đến với móng vuốt của tao nào, cánh gà. Yum. Ngon ghê. À! Gì vậy? Bộ quần áo lộn xộn và cái miệng đầy sốt của tớ làm cậu sợ à? Đây là quái vật gà. Đúng là con mèo nhát gan. Mình đã bỏ lỡ gì rồi? Bị mắc kẹt ở nhà cả buổi chiều hả? Vậy thì đến lúc xem phim liền tù tì rồi. Này, điện đóm đâu mất rồi? Thôi nào. Thôi xong hết cả tivi để mà xem rồi. Đời không có điện chán thật. Đã có ai phát chán lên chưa? Ít nhất ta cũng có sách ngon ngon để ăn. Đã đến lúc chuyển sang trò mới rồi. Mình chơi giỏi phết đấy chứ. Nhìn này. Uầy, tớ thử với. Tuyệt vời. Giờ thì ném cho nhau nhé. Ui. Tớ tìm thấy nó rồi, kèm theo cả thước dây luôn. Tớ có cách này để nâng tầm trò chơi đây. Mọi thứ sắp sửa trở nên điên rồ nữa nè. Trúng khóc. Chuyện lúc nào cũng biết cách khuấy động không khí. Cẩn thận không đứt tay đó Bella. Trời ơi, không thể nào mà gọt được. Tớ treo xong kệ rồi nhé. Ôi bạn ơi, mình xin một quả nhé. Không biết là mình có dùng máy khoan được với thế này không nhỉ? Hái chà. Đưa tới cái dao nạo nào. Tăng tốc quá trình này lên chút nhỉ. Nhìn cái đó kìa. Trước khi bạn kịp nhận ra thì cả trái táo đã được gọt vỏ sạch sẽ. Trông ổn thế nhỉ? Mẹo này tiết kiệm cho tới cả tiếng đồng hồ lận. Thèm món gì ngọt ư? À, cách tuyệt nhất để bắt đầu buổi sáng chỉ có thể là sô-cô-la thôi. Dễ òm. Đừng đổ ra ngoài nhé. Ôi không. Tại sao chuyện này cứ xảy ra với tôi vậy? Adam, cậu không thấy tớ đang bận sao? À, ừ, tớ sẽ gặp cậu sau nhé. Bây giờ tôi bị bỏ lại với cái mớ lộn xộn này, muỗng thứ hai. Sẽ được thôi. Cẩn thận nào. Gần được rồi. Wow. Lỗi lớn rồi. Tớ xin lỗi. Cậu đang muốn giết tớ à? Tớ chỉ muốn uống sô-cô-la sữa thôi mà. Tốt hơn hết là nên nhặt những thứ này lên. Gặp cậu sau nhé. Khởi đầu tệ hại. Mình có thể giải quyết bằng cách nào được đây? Bây giờ cậu còn muốn gì nữa? Tớ nghĩ là tớ có thể giúp một tay. Lúc này tớ chả còn gì để mất đâu. Thật ra tớ biết chính xác là mình phải làm gì với thứ này. À, giống như vậy này. À, tớ không thể dùng thứ này. Được rồi, để tớ chỉ cho. Để một muỗng đầy không bị đổ. Hãy làm thế này.
băng keo sẽ san bằng mọi thứ ra. Thông minh chưa nào? Hãy thử làm cách này xem. Muỗng sẽ đến được cái ly thật an toàn. Làm tốt lắm, Kevin. Cuối cùng cũng được.